Kim Anh ở Nghệ An có hỏi như sau. Mẹ em năm nay 54 tuổi, mới đi khám bác sĩ bảo là u xơ tử cung và cho Nga phụ thang về uống. Bác sĩ khuyên mẹ em là nên uống thêm cây trinh nữ hoàng cung. Và mẹ em đang bị nấm âm đạo thì có uống trinh nữ hoàng cung được hay không ạ? Chào bạn Kim Anh, Nga phụ thang là một loại thực phẩm chức năng với thành phần chính là cây trinh nữ hoàng cung, khương hoàng và hoàng cầm, và được nhà sản xuất giới thiệu là có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư và đặc biệt là u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Đây là một sản phẩm rất là tốt cho những bệnh nhân mắc u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Trường hợp của mẹ bạn thì dùng Nga phụ thang thì sẽ rất là tốt bạn nhé. Trinh nữ hoàng cung thì đã được các nhà khoa học công nhận về hiệu quả điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Mẹ bạn có thể kết hợp sử dụng cây thuốc này để sắc uống hàng ngày thì cũng sẽ rất là tốt và không gây tác dụng phụ khi kết hợp dùng chung với Nga phụ thang. Liều dùng là 10g cây khô hãm nước uống hàng ngày. Ngoài ra thì mẹ bạn nên kết hợp thêm cây xạ đen với liều dùng là 50g cây xạ đen và trinh nữ hoàng cung 10g đun với 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.